quý vị đang theo dõi chương trình Niềm tin Hàn Việt được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ 15 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng PSA Media thực hiện. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Bảo vệ doanh nghiệp trước hiểm họa liên quan an ninh mạng. Triển lãm thực phẩm và đồ uống 2023, doanh nghiệp Việt đem sản phẩm bản địa chào hàng thế giới. Vào bếp tinh hoa ẩm thực Việt là món giò sống hấp nấm đồng cô cải thiện sức dầu hào. Bảo vệ doanh nghiệp trước hiểm họa liên quan an ninh mạng biển, nguy cơ thành cơ hội là chủ đề của chương trình ăn trưa làm việc mới đây của câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu LBC, sự kiện thu hút sự quan tâm của khoảng 30 doanh nghiệp. Diễn giả chính của chương trình là ông Dương Ngọc Thái, kỹ sư bảo mật của Google, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng. Tại sự kiện, chuyên gia chia sẻ những kiến thức mới nhất và những phương pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ doanh nghiệp khỏi những mối đe dọa trực tuyến ngày càng phức tạp. Nhất là những kiến thức về cách đối phó với các vấn đề bảo mật mạng phức tạp hiện nay và tìm hiểu cách biến các nguy cơ này thành cơ hội phát triển cho doanh nghiệp. Nhiều nội dung đã được chuyên gia, các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ, bàn luận là rủi ro hệ thống bảo mật đơn vị mình hay các vấn đề về sử dụng sản phẩm bảo mật để phòng chống hacker. Cũng theo chia sẻ từ chương trình, vấn đề an ninh mạng của Việt Nam đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của hackers quốc tế. Hiện nhiều doanh nghiệp tổ chức phải thuê một đội hacker độc lập để kiểm tra chính hệ thống của mình để tìm ra lỗ hổng và hoàn thiện bảo mật. Tiếp nối những mầm xanh đã gieo, từ ngày 7 tháng 8 cho đến ngày 14 tháng 8 năm 2023, công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau tiếp tục trao 20 tấn gạo đến các bếp ăn từ thiện ở các bệnh viện khu vực Tây Nam Bộ, thiết thực chăm lo bữa cơm dinh dưỡng cho đồng bào bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh. Hành trình bếp yêu thương đến 4 điểm, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Trung tâm Y tế huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng và Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Đây là những nơi tập trung lượng lớn bệnh nhân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương còn thiếu điều kiện. Là đầu nối giữa mạnh thường quân với lại giúp đỡ cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang nằm tại bệnh viện. Thì trong thời gian vừa qua, nhiều mạnh thường quân cũng hỗ trợ gạo, tiền để mình đó là nấu cơm, chủ yếu là cho người nhà bệnh nhân yên tâm mà điều trị. Với 20 tấn gạo sẽ bổ sung vào hàng ngàn suất ăn mỗi ngày, doanh nghiệp đồng hành góp nguyên liệu để phần nào duy trì bếp ăn lâu hơn, phục vụ được nhiều người hơn. Ngoài tặng gạo, đơn vị này còn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay thì nói chung, trên địa bàn của thành phố Cần Thơ thì cái hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng còn rất nhiều. Ngay cả Ô Môn thì cũng còn nhiều. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới thì được sự đồng hành, chia sẻ, làm thế nào coi như là không để ai bỏ lại phía sau những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn. Trước đó, trong đại dịch COVID-19, doanh nghiệp này cũng đã có một bếp ăn hạnh phúc cùng với 1.000 phần quà lương thực, nhu yếu phẩm chăm lo cho người lao động và gia đình, 6.000 phần quà cho bà con trong các khu cách ly. Đồng bào sông Cửu Long luôn có ý nghĩa đặc biệt là thị trường trọng điểm, là nơi nhà máy hoạt động, doanh nghiệp sẽ còn tận tụy kề vai, tiếp sức mạnh mẽ với những chương trình nhân văn như thế. Thì với thương hiệu của phân bón Cà Mau thì hàng năm thì đã chi ra hàng trăm tỷ để thực hiện cái chương trình an sinh xã hội. Thì ở đây là một trong những phần nhỏ của cái chuỗi gọi là an sinh xã hội thôi. Đối với cái những bà con khó khăn á, được sự hỗ trợ của công ty thì thấy được cái sự vui mừng của bà con thì tôi muốn lan tỏa thêm nữa, thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình để giúp bà con vượt qua những cái giai đoạn khó khăn, có một cái sức khỏe tốt hơn. Công ty luôn được đánh giá là doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Những năm qua, doanh nghiệp luôn giữ vững nhiệm vụ cung ứng các giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng nhiều vùng thổ nhưỡng, chung tay bình ổn thị trường phân bón và đồng hành cùng với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh bền vững. Đều đặn sản xuất và cung ứng cho thị trường trên 10 triệu tấn phân bón. Phân bón Cà Mau là lựa chọn hàng đầu của nhà nông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đặc biệt hơn 60% thị phần đồng bằng sông Cửu Long. Thương hiệu này cũng đã hiện diện ở nhiều quốc gia, từ châu Á đến châu Âu. Kính
thưa quý vị, chuỗi triển lãm quốc tế thực phẩm, đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến lần thứ 27 diễn ra trong các ngày từ 10 đến 12 tháng 8 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu hơn 10.000 nhãn hiệu với 800 gian hàng của 700 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới nhất. Trong triển lãm lần này, doanh nghiệp Việt Nam tham gia và đưa đến nhiều dòng sản phẩm từ nông sản Việt được chế biến sâu nhờ công nghệ và theo những tiêu chuẩn cao nhất của thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi trong phóng sự ngay sau đây. Cây dừa nước được coi là cây trồng nổi bật tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Dừa nước sinh trưởng tại huyện Cần Giờ, khu dự trữ sinh quyển của thế giới cho những giọt mật dừa được ví như giọt ngọc tinh hoa từ đất trời. Cuốn dừa nước, tiết mật và đã được một doanh nghiệp trẻ khai thác, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tiềm năng không chỉ ở trong nước mà còn trên bình diện quốc tế. Đem những sản phẩm nổi bật từ mật dừa đến giới thiệu trong không gian triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm. Doanh nghiệp với nhiều kỳ vọng từ thị trường, qua đó cũng muốn cho thế giới thấy sự sáng tạo trong cách làm của mình để thu hút sự quan tâm của đối tác quốc tế. Công ty của tụi tôi thì đã sử dụng cái sản phẩm này thì có 3 cái dòng sản phẩm chính. Thứ nhất là mật dừa nước tinh chất, hai là mật dừa nước cô đặc và đường dừa nước. Chúng tôi hướng đến vấn đề là mình sẽ dạng một cái dạng nguyên liệu mình có thể là mình cung cấp cho các công ty thay thế chế làm ngọt. Thứ hai nữa là mình có thể là pha chế những món thức uống. Công ty chúng tôi thì đang theo cái xu hướng là mình dùng cái thực phẩm là tự nhiên, không có chất bảo quản. Và thứ hai là phân khúc là tốt cho sức khỏe. Cái phân khúc đường dừa nước hiện tại là đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí này, nên công ty chúng tôi hoàn toàn là tự tin để mà mình có thể là mình cạnh tranh ở Việt Nam hoặc là trên thế giới. Công ty chúng tôi thì vẫn tập trung vô thị trường nội địa là chính, còn thị trường xuất khẩu là chúng tôi là thông qua những đối tác. Có một đối tác là ITI thì họ là đang xúc tiến ở thị trường bên Mỹ. Cũng là một sản phẩm bản địa đặc sắc của quê hương Bến Tre, doanh nghiệp này đã chế biến không chỉ vài sản phẩm mà có đến hàng chục loại sản phẩm từ trái dừa. Điểm đặc biệt, những sản phẩm này không chỉ có mặt ở các siêu thị, cửa hàng trong nước mà còn xuất khẩu đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Họ có cách làm riêng biệt nhờ nghiên cứu sáng tạo và đầu tư công nghệ để tạo ra sự khác biệt. Mang những cái sản phẩm từ dừa chế biến giá trị gia tăng cao, còn có nước cốt dừa, cơm dừa sấy khô, dầu dừa cooking, các cái sản phẩm từ giải khát như là nước dừa, sữa dừa, dầu dừa mỹ phẩm làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp. Về Coco tìm kiếm các cái khách hàng là cái nhà nhập khẩu, nhà phân phối ở các cái thị trường như là Mỹ, Canada, châu Âu. Về Coco không ngừng đầu tư và khai thác các cái công nghệ mà tiên tiến và mới nhất của thế giới cho các sản phẩm về dừa, trong đó là nổi bật là cái công nghệ về UHT, là công nghệ tiệt trùng cho sản phẩm nước dừa và sữa dừa hộp giấy. Tại triển lãm, nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác cũng đem theo nhiều mặt hàng từ nông sản Việt được chế biến thành những sản phẩm nước sốt gia vị hay những sản phẩm tiện lợi khác phù hợp cho gia đình. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong triển lãm còn đem đến trưng bày nhiều loại sản phẩm máy móc thiết bị trong ngành chế biến thực phẩm, giúp doanh nghiệp có thể tìm hiểu, mua sắm công nghệ chế biến để đạt hiệu quả năng suất cao hơn. Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên về chế biến, cung cấp các thiết bị về chế biến thực phẩm. Chúng tôi cũng mang đến một số cái dòng máy về cắt thái rau củ quả hoặc là các cái thiết bị về đóng gói. Chúng tôi giới thiệu một cái dòng máy đóng gói. Sản phẩm này thì ứng dụng cho đóng gói thịt, cá, rau củ quả, có thể sử dụng hoạt động tốt ở trong môi trường lạnh và độ ẩm cao. Triển lãm lần này quy tụ 800 gian hàng của 700 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với đa dạng danh mục lĩnh vực sản phẩm trưng bày. Nổi bật tại triển lãm năm nay là 10 khu gian hàng quốc tế đến từ Nga, Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hy Lạp, Indonesia, Singapore, v.v. Các khu gian hàng này được dàn dựng công phu, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đặc trưng như là gia vị, hạt có dầu, ngũ cốc thực phẩm, trái cây khô, các loại bánh bản địa, các dòng đồ uống chiết xuất hoa quả và bánh kẹo, bánh mochi, trà sữa, hải sản, kim chi, trái cây, xúc xích, thịt xông khói, vân vân. Như loại bánh này từ Nga chẳng hạn, nó được biết đến từ thế kỷ thứ 16 và vẫn duy trì tồn tại cho đến ngày hôm nay với nhiều hương vị khác nhau từ nông sản của nước Nga.
mang qua Việt Nam triển lãm lần này để giới thiệu một cái sản phẩm đấy là cái bánh gọi là bánh nướng gừng, cái có tất cả các cái hương vị thơm, các cái cây cỏ mà mọc ở phương Nam, thí dụ như là gừng này, quế, hồi, vân vân, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên với mật ong, cho nên là có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng bình thường ở trong nhà là 6 tháng. Sản phẩm của chúng tôi được các tổ tiên ông bà của chúng tôi làm từ thế kỷ thứ 16 đã tìm thấy những cái khuôn để mà làm cái này. Mỗi cái sản phẩm là làm bằng tay riêng biệt. Tôi muốn giới thiệu với các bạn Việt Nam những cái sản phẩm của chúng tôi rất là ngon, rất là lành, có thể uống trà, uống với cà phê. Chúng tôi phục hồi lại tất cả các công thức cổ. Hiện nay người Nga mang sang đây hơn 40 công ty, tất cả mỗi công ty trình bày những cái sản phẩm của mình rất là phong phú, chứ không phải là chỉ một hoặc hai. Chúng tôi hy vọng là sẽ làm cho người Việt Nam quan tâm đến cái sản phẩm của chúng tôi, và chúng tôi mong muốn là sẽ phát triển cái sự hợp tác với phía Việt Nam. Tại buổi khai mạc triển lãm, ban tổ chức nhận định rằng thị trường F&B Việt Nam được đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023. Ngành thực phẩm đồ uống được các doanh nghiệp lạc quan đánh giá có nhiều triển vọng bùng nổ. Việc mà tổ chức những cái hoạt động triển lãm, giới thiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu và các sản phẩm lương thực, thực phẩm và đồ uống như thế này là một cái điều rất là đáng trân trọng. Không phải chỉ của thành phố của Việt Nam mà có tầm cỡ quốc tế, tạo ra cơ hội để cho các doanh nghiệp, cho người tiêu dùng, người bán hàng, người mua hàng ở khắp nơi trên thế giới có thể chia sẻ những sản phẩm của mình và đồng thời có thể tìm kiếm ở đây những cơ hội. Tôi hy vọng rằng triển lãm lần này sẽ giúp các doanh nghiệp và khách tham quan tiếp cận xu hướng công nghệ mới, khám phá các sản phẩm sáng tạo, công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất, chế biến và đóng gói thực phẩm, đồ uống, đồng thời xây dựng mối quan hệ kinh doanh, hợp tác của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, các nhà phân phối quốc tế để góp phần mở rộng chuỗi liên kết toàn cầu. Như vậy, với sự tham gia giới thiệu sản phẩm của rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới, triển lãm kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều kết nối kinh doanh giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, nhà nhập khẩu, vượt qua mọi khoảng cách rào cản để hướng tới sự hợp tác và phát triển, xúc tiến các hoạt động kinh doanh tại thị trường nội địa. Vị do sống là một loại thực phẩm quen thuộc được chế biến từ thịt heo và xuất hiện rất nhiều trong các món ăn của gia đình Việt. Thành phần của giò sống là sự kết hợp giữa thịt và mỡ heo cùng một số gia vị để tạo nên sự thơm ngon. Giò sống được chế biến theo nhiều cách, mang lại những món ăn ngon, dễ ăn, hợp khẩu vị của nhiều người. Hôm nay trong chuyên mục Tinh hoa ẩm thực Việt, hãy cùng vào bếp làm một món ngon đơn giản với giò sống quý vị nhé. Món ăn là sự kết hợp hoàn hảo của các nguyên liệu hòa trộn vào nhau một cách tinh tế. Đầu tiên là độ dai ngọt từ thịt, sau đó là lực xực của nấm và rau, quyện cùng nước sốt ngọt ngon, chắc chắn sẽ mang đến cho người thưởng thức một trải nghiệm thú vị. Đây là món ăn vừa ngon, vừa đảm bảo tốt cho sức khỏe và làn da. Trước tiên, hãy xem đầu bếp của chúng ta giới thiệu những nguyên liệu cần có cho món này nhé! Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Lại là Xin đây, hôm nay Xin sẽ giới thiệu một món tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ nha. Thì đặc biệt quý vị đã biết tới giò sống rồi đúng không nào? Đối với giò sống thì mọi người hay làm chả lụa nè, hay dòng phủ hoa nè, hay nấu canh nè. Hôm nay Xin sẽ chia sẻ một cái món mới đầy đủ chất dinh dưỡng nè, có màu sắc, món giò sống hấp nấm đông cô với cải thìa và sốt dầu hào nha. Xin sẽ ưu tiên lựa chọn giò sống vít xăng nè, với định lượng là 200g một cây. Và nguyên liệu thứ hai ăn kèm thì Xin có cải thìa nè, nấm đông cô thì quý vị có thể mua nấm đông cô tươi hoặc khô. Hôm nay Xin sử dụng nấm đông cô tươi ha. Và gia vị cơ bản nhà nào cũng có nè, hành, tỏi, gừng, dầu hào và một số gia vị nêm cơ bản là muối, đường, hạt nêm thôi. Bây giờ Xin sẽ tiến hành làm cái phần nhân trước. Đối với dòng sản phẩm tiện lợi giò sống của Vitsan thì một cây khoảng 200g, bảo quản nè hoặc sử dụng cũng rất là tiện dụng. Phần giò sống này thì đã được nêm nếm rất là vừa ăn rồi, thì chúng ta có thể cho thêm những cái gia vị thơm vào để phù hợp với từng thành viên trong gia đình của chúng ta ha. Cho giò sống ra đây, Xin sẽ làm khoảng 2 cây
luôn. Cái phần dư mình chừa lại mình cất tủ mát qua làm sao mình nấu canh vẫn ngon. Cái phần giò sống này như xin đã nói khi nãy á, mùi thơm đặc trưng ha. Đã vừa ăn rồi, ở đây xin chỉ cho thêm tiêu và một ít hành lá vào nữa thôi, cho cái phần giò sống chúng ta được thơm hơn. Bởi vì xin thì thích ăn cay, gia đình xin cũng vậy. Còn nhà quý vị làm chúng ta có thể giảm bớt cái lượng tiêu hoặc cái lượng hành, xin sẽ gắt tiêu vào đây ha. Và đối với món này thì mình sẽ bơm trực tiếp vào trong cái nhân nấm luôn, xin sử dụng cái túi tam giác. Còn nhà quý vị mà không có thì chúng ta có thể sử dụng cái bọc cũng được. Xin dùng cái bọc này để xin trộn cái phần tiêu và hành luôn. Mình trộn đều cái hỗn hợp hành tiêu trong đây cho thơm ha. Đối với cái phần giò sống của vít xăng này thưa quý vị, chúng ta có thể cho trực tiếp vào hấp hoặc luộc trực tiếp vào nước sôi để trở thành chả luộc cũng ăn rất là ngon. Sản phẩm giò sống có quy cách đóng gói một cây 200g, định lượng phù hợp với bữa cơm gia đình từ 3 tới 4 người. Đây là sản phẩm được chế biến từ thịt nạc heo tươi, không chứa chất bảo quản, hàng the, sản xuất từ nguồn nguyên liệu chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Vít xăng còn có nhiều dòng giò khác có bán tại các cửa hàng vít xăng và các hệ thống siêu thị. Sau khi chúng ta trộn đều cái phần hành và tiêu trong cái túi bơm rồi, xin để qua một bên. Cái phần nấm đông cô tươi này chúng ta mua về cắt chân bớt ha. Chúng ta sẽ sử dụng một cái cây muỗng nhỏ, chúng ta rắc đều hết cái phần bột năng vào trong đây. Khi chúng ta hấp lên á, cái phần nhân giò sống được bám chặt vào cái phần nấm, nhìn sẽ hấp dẫn hơn. Rồi mình sẽ lần lượt cho bột vào hết cái phần nấm này ha. Xin sẽ nấu trực tiếp ở trong chảo luôn để cho quý vị dễ hình dung nè. Và khi mà ở gia đình chúng ta không có nồi hấp thì chúng ta sử dụng cũng sẽ tiện hơn. Chúng ta sẽ bơm giò sống vừa phải vào cái phần nấm đông cô sau khi đã cho bột vào ha. Bây giờ xin sẽ tiến hành pha cái phần hỗn hợp sốt để sau khi mà chúng ta hấp rồi chúng ta chan cái phần sốt vào đợi sôi lại là cái phần hấp chúng ta hoàn hảo ha. Xin sẽ có hạt nêm chuẩn vị thịt của vít xăng ha. Với cái lượng ngày hôm nay xin sử dụng khoảng 2,5 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt và xin có thêm 1,5 muỗng cà phê đường ha, chút xíu tiêu, 2 muỗng cà phê nước tương nè, 2 muỗng dầu hào và xin sẽ cho vào đây gần đầy chén nước. Chúng ta sẽ khuấy hỗn hợp này lên đều trước ha. Và với một chén nước này xin có khoảng nửa muỗng cà phê bột năng ha quý vị. Để cho cái phần sốt của chúng ta sau khi chín được sánh sệt và bám đều hết cái phần nấm và cải thìa ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm chín cái phần nấm đông cô với lại cải thìa này trước ha. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Xin có gừng, tỏi, hành tím. Cái phần ớt băm này quý vị có thể lựa chọn từ ớt sừng hoặc ớt hiểm tùy vào gia đình chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ xào cái phần hành tỏi gừng này cho thơm lên trước ha. Chúng ta tạm thời tắt bếp ha. Và chúng ta sẽ sắp cải thìa vào. Sắp cái cải thìa này ở bên dưới. Và cải thìa thì quý vị mua loại nhỏ để nguyên cây như vậy, ăn nó sẽ giòn hơn ha. Và chúng ta sẽ sắp từng miếng giò sống với nấm đông cô này lên trên. Với cái phần giò sống này thì rất là dễ chín. Quý vị sau khi sắp xong thì chúng ta đậy nắp lại, mở lửa nhỏ tầm từ khoảng 10 phút. Sau đó chúng ta dỡ nắp ra và cho sốt vào, đợi sốt sôi lên tầm khoảng 3 phút nữa là món ăn chúng ta hoàn thành nha. Chúng ta sẽ đậy nắp lại và chúng ta mở lửa lên ha. Mở lửa vừa cho cái phần nước trong nấm nè, nước trong cải thìa được tiết ra và tận dụng cái lượng hơi đó làm chín khoảng 80% cái phần giò sống trước. Sau khoảng tầm 10 phút chúng ta kiểm tra lại cái phần giò sống chúng ta dai nè, có độ đàn hồi, có mùi thơm đặc trưng của giò sống sau khi hấp, là chúng ta sẽ cho cái phần nước sốt vào. Chúng ta đợi cho cái phần sốt sôi lên trong trở lại và thơm thì chúng ta sẽ tắt bếp và dọn ra dĩa. Món này thì quý vị có thể ăn kèm với cơm nè, nhét bánh mì cũng ngon, ăn với bún cũng được, rất là tiện dụng đúng không nào. Và nói riêng về cái giò sống này thì cách bảo quản cũng rất là dễ. Về chúng ta để lạnh từ 0 tới 4 độ C, chúng ta để được 3 ngày. Nếu mà chúng ta mua nhiều đó thì chúng ta cứ để tủ đông đi và nhớ chỉnh cái nhiệt độ là âm khoảng 12 độ C. Chúng ta để đằng tận tới 6 tháng, mùi vị vẫn y như vậy sau khi giả đông và chúng ta có thể sử dụng nha. Khi quý vị thấy là cái phần cải thìa chúng ta chuyển màu xanh đẹp nè, rồi cái phần giò sống á săn lại nhìn rất là dai luôn. Xin cũng không có cho nhiều gia vị thơm quá, chỉ có tỏi và hành thôi, nhưng mà vẫn giữ được cái mùi thơm đặc trưng của giò sống của vít xăng. Rồi bây giờ xin sẽ khuấy cái phần hỗn hợp sốt này lên và mình sẽ cho sốt vào. Thì như quý vị thấy nè, cái phần sốt chúng ta nè, đó, sánh sệt. Bây giờ mình tắt bếp cái nè. Ở đây xin có khoảng 1,5 muỗng cà phê dầu mè, mình rưới lên đây một cái nữa. Và quý vị đừng đi đâu nha, đợi xin một chút xíu. Xin sẽ trang trí lên một cái dĩa nè và xin sẽ ăn cho quý vị coi là mộc ngọt như thế nào, ngon như thế nào và dai ra làm sao nha. Đây, cái phần giò sống hấp nấm đông cô với cải thìa sốt dầu hào đã hoàn thành rồi. Thơm nức mũi quý vị. Xin sẽ ăn thử cái phần giò sống này trước. Mình cắn nó nghe một cái sột, cái giòn sần sật luôn. Vị thì đậm đà nè, mà thơm.
mộc vị đậm đà, dai ngon, ngọt thịt. Với món này, thành phần dinh dưỡng ở trong cái giò sống của Vixsan đã rất là đủ đầy rồi. Và kết hợp thêm với nấm nè, có rất là nhiều vitamin B nè, rồi thêm cái phần chất xơ từ rau củ là cải thìa nữa. Thì đây là một món ăn rất là hoàn hảo, nhanh, gọn, lẹ, dễ chuẩn bị đúng không quý vị? Và xin chúc quý vị khán giả sẽ thành công với món giò sống hấp nấm đông cô sốt dầu hào này nha. Chúc quý vị có một bữa ăn vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát sóng tiếp theo nha. Đến đây thì thời lượng của chương trình Niềm tin Hàn Việt kỳ này cũng đã hết. Thu Thảo xin gửi lời cảm ơn đến quý vị vì đã đồng hành theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng kỳ tới.